Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài radio cassette tuyệt đẹp. Con này thì chắc chắn sẽ đáp ứng mọi tiêu chí, dù là những anh em khó tính nhất, cả về mặt hình thức, chất âm, độ đẹp, độ gấu, độ độc. Rất là tuyệt vời luôn. Đến từ hàng Victor, một thương hiệu rất là quen thuộc với tất cả các anh em audio. Nó có cái model đời máy là DC33. Con này thì rất là đỉnh luôn. Chúng ta cùng nhau khám phá chi tiết này. Đầu tiên mở nguồn lên cho các bác nhìn. Đấy. Nó có một cái điều rất đặc biệt. Đây, mở cho các bác xem này. Nó chơi được cả đĩa than luôn. Và cái phần khay đĩa than được thiết kế cực kỳ cao cấp, xịn sò, rất là sang trọng. Khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ tự động mở cửa xuống và đẩy cái khay về phía trước. Rất là đẳng cấp, nhìn trông nó rất là xịn. Còn chúng ta bấm tắt này, nó sẽ tự động nó kéo khay vào trong, rất từ từ nhẹ nhàng, và nâng cửa lên đóng lại. Các bác thấy nó có xịn không ạ? Cực kỳ xịn sò, chơi rất là hay. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm phần đĩa than luôn nha các bác nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá chi tiết những cái chức năng còn lại này. Đây là nút nguồn. Các bác để ý nha, khi chúng ta bật nguồn thì cái đèn ở phần radio nó sẽ sáng lên rất là đẹp. Các bác để ý này. Đó, đèn radio nó sáng lên rất là đẹp. Em đang quay ở khu vực ánh sáng nó nhiều, cho nên có thể các bác nhìn nó chưa rõ lắm. Nhưng mà con này khi mà chúng ta bật lên, đặc biệt buổi tối, cái ánh sáng nó cực kỳ lung linh, rất là đẹp ở cái đèn radio. Chưa hết, ngoài đèn radio thì nó còn có cả đèn tia chạy theo sóng nhạc, rất là đẹp ở đây. Đấy, tin là chúng ta sẽ test thử và các bác sẽ nhìn thấy đèn ở đây. Nó còn có cả đồng hồ điện tử để báo giờ cho chúng ta. Rất là đẹp, nằm ngay chính giữa mặt máy. Bên cạnh đấy, một chức năng không thể thiếu trên một con đầu cassette, đó chính là phần chạy đĩa. Xin lỗi các bác, chạy băng cassette. Đây, băng cassette. Và điều đặc biệt là băng cassette con này nó chạy được cả băng metan này. Đó, chạy cả băng metan. Rất là hay, tiếng cực kỳ xuất sắc luôn. Phải nói là một chiếc radio cassette rất đẹp, rất gấu, rất độc, rất hay. Con này thì em khẳng định là sẽ làm hài lòng dù là những bác khách khó tính nhất. Máy được thiết kế làm 3 cục, hai bên là hai loa rất lớn, màng loa thì vàng ươm, các bác thấy. Các cái kiềng loa, viền loa còn mới tinh. Rất là đẹp luôn, tiếng cực kỳ xuất sắc. Con này nặng trịch, chiều ngang tới 67 phân. Xài rất lớn các bác nha. Chiều cao là 24,5, gần 25. Và chiều sâu của máy là 23, không tính phần quay sách. Nếu các tính quay sách này thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Máy được sản xuất vào năm 1984. Như vậy đến nay là rất lâu rồi, đúng không ạ? Rất là lâu rồi, gần 40 năm rồi các bác. Nhưng mà chúng ta sưu tầm được một cái con phải nói là đẹp tuyệt vời như thế này, quá là rất hiếm. Bây giờ xin mời tất cả anh em mình cùng ngắm nhìn chi tiết một vòng trước khi chúng ta trải nghiệm chất âm thực tế các bác nhá. Đây, các bác thấy là các cái tuyến loa đẹp, các cái kiềng loa, viền loa, lưới loa rất mới, màng loa vàng ươm, cực kỳ xuất sắc luôn. Các cái núm nốt cũng còn rất sáng, sáng đẹp, không có bị rôm, không có bị han dĩ gì. Con này tiếng cực kỳ hay, do sở hữu cặp loa rất là chất, nhưng mà nó còn có hai cần chỉnh bát chép riêng biệt, một cần chỉnh bát và một cần chỉnh chép, rất là hay, mang đến cái chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn, phải nói là xuất sắc các bác, rất đáng chơi. Đấy, chúng ta thấy các cái núm nút còn rất mới, rất đẹp đúng không ạ? Đấy, núm nút nó còn rất là bóng đẹp các bác nha. Đây, anh bác nhìn ngắm cái phần loa bên này luôn. Rồi, có lẽ rằng là bây giờ thì sẽ mời tất cả các anh em mình cùng nhìn ngắm mặt sau một tí xíu.
Có rất nhiều các bác khách cũng rất mong muốn được nhìn ngắm rõ tất cả những mặt của một chiếc máy trước khi chúng ta có quyết định có nên chơi hay không. Và đó cũng là một cái tiêu chí của review audio, luôn luôn muốn cung cấp tất cả các thông tin một cách chi tiết nhất đến cho tất cả các anh em cùng nhau tham khảo. Đây là điều rất rất quan trọng các bác, bởi vì đây là hàng cũ. Nếu hàng mới thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu cái tính năng, nhưng mà hàng cũ thì chúng ta cần phải tìm hiểu luôn tình trạng của máy là điều cực kỳ quan trọng. Cho nên review audio luôn luôn muốn quay chi tiết cận cảnh một cách rõ ràng, sắc nét, cụ thể, tỉ mỉ cho tất cả các anh em mình cùng nhìn ngắm. Rồi, xin mời các bác chúng ta ngắm nhìn mặt sau nhé. Anh em mình ngắm nhìn mặt sau rất là đẹp luôn. Đây, cạnh bên hông các bác này. Con này là không bị chầy, không bị cấn cạnh vỡ nứt ở đâu cả. Rất là đẹp. Loa. Đấy, nó có số seri rõ từng loa luôn. Made in Japan. Các bác thấy à? Chi tiết cho anh em mình cứ an tâm mà sử dụng thôi. Hàng của TV Audio là cam kết không bán hàng bờ hàng bãi, chỉ bán hàng đấu giá và hàng siêu thị, có nghĩa là hàng mua trực tiếp tại siêu thị Nhật hoặc cả đấu giá. Hàng cam kết chưa dùng tại Việt Nam các bác nha, và cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đây, phần loa còn lại này. Đấy, quay rõ số seri cho các bác này. Mỗi một con nó chỉ có một số seri thôi, không có nhầm lẫn đi con nào khác được. Và cứ an tâm chúng ta chơi này, con ốc vít nó còn rất là mới nha. Đấy, đây là số seri của máy này, bác thấy là made in Japan này, số seri này. Điện 100V nha các bác nha. Các bác nào mà sở hữu em này thì lưu ý là điện 100V. Cái phần nguồn điện này nó làm rất hay này, cái cục nguồn adapter ở đây các bác này, cái cục nguồn pin thế đấy. Đây, chúng ta có thể lấy rời hẳn ra ngoài máy được. Đấy, các bạn thấy không? Đẳng cấp chưa? Cục nguồn này. Đây. Cục nguồn cũng ghi rõ số seri này. Em quay nó hơi lóa. Đấy, số seri này. Made in Japan này. Đầy đủ nha. Ốc ác còn mới tinh. Này các bạn này. Hay chưa? Cục nguồn này nặng thế. Nặng kinh khủng luôn ấy. Nặng nặng trịch luôn, cầm một tay là chịu tay luôn. Thật sự luôn các bạn. Đấy, làm đẳng cấp chưa? Đó. Rồi, bây giờ thì xin mời cả nhà mình bắt đầu trải nghiệm chất âm thôi. Bây giờ xin mời anh em mình cùng trải nghiệm trước phần băng cassette các bác nha. Đây là nút nguồn này, khi chúng ta mở nguồn thì đèn nó sẽ sáng. Băng cassette. Đây chúng ta sẽ nghe thử con này tiếng rất là thay luôn. Các bạn thấy đèn nó chớp đẹp không? Tình dân nút chơi trần gian lắm hận sầu, hồng trần cho người buồn vui. Tiếng cực kỳ tốt nha, tiếng rất hay luôn anh em mình ạ. Bây giờ sẽ mở một cái cuốn băng khác. Đây là cuốn của ca sĩ Hà Vân. Anh em mình cùng trải nghiệm thử. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em,
chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng. Cực kỳ hay luôn các anh em ạ. Chúng ta sẽ trải nghiệm một cuốn băng metan. Con này chạy tốt, có chế độ băng metan nên chúng ta sẽ nghe thử băng metan. Metan các bác này. Để các bác thấy khả năng chơi metan con này xuất sắc. Chiều buồn ngồi một mình, nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang lang thang. Trời buồn người càng buồn, trong mây nước thêm mênh mông, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Hay, tiếng nó trung thực, nghe nó xuất sắc thật, nghe như là ca sĩ đứng trước mặt hát, sợ thật, phải nói là quá hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển cổng sang chúng ta chơi đĩa than. Chúng ta sẽ mở đĩa than ở đây. Và thấy xịn không? Chúng ta bấm cái là nó sẽ hạ cửa xuống, khay được kéo ra từ từ, rất là xịn sò. Đây, tôi sẽ bỏ cái phần lấy đĩa than đây bỏ vào. Đấy, chúng ta sẽ nghe một bài hát mang không khí rất mùa xuân. Bài số 2 đi ha. Cảm ơn của ca sĩ Trường Vũ. Chúng ta mở thì chúng ta sẽ nâng cần lên thì tự động mâm than nó sẽ quay và chúng ta đặt vào vị trí chúng ta muốn nghe thôi. Đấy các bác ạ. Nâng cần là mâm nó sẽ quay và chúng ta đặt vào vị trí này. Này là cánh chứ cô em học chờ, này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con, này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đơn, nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến, ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học chờ. Quá hay luôn bạn, quá hay luôn. Cặp bánh trưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi, mặc vào áo len bâng khuâng tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Ta bấm cái nút này, tự động cần nó sẽ kéo ra và nó hạ cần vào vị trí cũ, thì sau đấy đĩa nó sẽ tự động được dừng đĩa luôn các bạn ạ. Xịn chưa? Rất là xịn sò luôn. Con này nghe hay quá luôn, bởi vì máy mới tiếng nó chuẩn, nghe xuất sắc thật sự luôn các bác. Các bác để ý phần này này, cái túi bóng của nhà sản xuất này là chưa bóc ra các bác nhá, em cũng để luôn. Các bác nào sử dụng thì về tự bóc cho nó mới. Đấy, bóc ra là mới cứng cựa, mới keng luôn. Phải nói là đẹp thật, xuất sắc. Này, chúng ta tắt, chúng ta bấm cái nút này. Tự động khay được kéo vào rất từ từ, rất xịn sò, trông nó rất là đẳng cấp. Đấy, cứ kéo lên đóng lại như những chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng các bác nhỉ, đẹp thật. Theo thêm tí radio nhỉ. Theo thêm phần radio tí cho các bác an tâm là mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đây là volume này.
lớn nhỏ chúng ta mở đây nhá. Đấy, volume ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở phần radio thì đây, cái này là chơi cassette này, đĩa than này, FM AM này, chơi FM này. Trên 40 lần một phút. Đấy. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhịp thở trên 30 lần một phút. Lưu ý ở trẻ em, đếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc. Chỉ số SpO2 dưới 95%. Các bạn không? Khi chưa bắt được đài nhưng mà sóng sạch, và nó sạch cực kỳ luôn, không một tiếng ù, một tiếng sôi. Ở bảo sáng, đó. Ăn sáng đầy đủ là cách để bạn bắt đầu ngày mới hiệu quả. Những người thường xuyên ăn sáng và có em độ dò sóng này, không tiếng sôi này. Các bạn thấy không? Khi chưa bắt được đài là không có tiếng sôi. Sóng nó sạch kinh khủng thế cơ mà. Sự cấp pha đã tổ chức được 275 buổi học với 1.360 lượt học sinh tham gia. Con này thì chống hết cho mọi thứ các bạn nhá. Từ lớp 2 xuất đến lớp 6 ở Hà Nội. Nó là đỉnh của đỉnh, cực kỳ xuất sắc. Đó. Rất xuất sắc luôn. Một con cực kỳ đáng chơi, em khẳng định bác nào khó tính nhất, kể cả về mặt hình thức, chất âm, độ đẹp, độ độc, độ gấu, độ mới, em đáp ứng được tất. Dinh Victor, con này DC33, các bác nhớ nhá. Một con duy nhất hàng đấu giá chưa sử dụng ở Việt Nam. Các bác quan tâm liên hệ số điện thoại hoặc qua Zalo, em gửi thêm hình chi tiết 0916950595. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã luôn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.